dậy sớm để thành công anh em ơi. Thành công hay không thì chưa có biết, nhưng mà trước mắt thì thấy dậy sớm là đã buồn ngủ rồi đúng không anh em? Ngày hôm nay thì mình có một cuộc hẹn với một bạn fan YouTube. Bạn theo dõi kênh YouTube của mình cũng khá là lâu rồi, và bạn cũng chưa mua xe nào của mình, bạn đi mua xe mới. Bạn nói là mua xe để qua sử dụng thì Innova thì giá nó cao quá, mà nhu cầu bạn thì cũng có kinh doanh, mua đi gia đình cần một chiếc xe 7 chỗ, cho nên bạn đã chọn mua một chiếc xe 7 chỗ số tự động giá rất rẻ, và bây giờ bán lại cho mình vì không có nhu cầu sử dụng nữa. Trong lúc đi đường thì cũng nhận được một tin ở nhà báo lên rất là vui, là anh Duy đến từ Bình Phước đã quyết đoán nhanh gọn và chọn mua chiếc xe Innova 2007 cọp của mình rồi nhé anh em. Sáng nay anh Duy đã ghé qua và nhận xe đem về Bình Phước rồi, thì rất là vui. Cái xe này mặc dù là mình không công bố giá bán, nhưng mà khi nghe nhân viên kinh doanh của mình báo giá thì anh đã chuyển cọc ngay, và ngày hôm sau anh đã xuống nhận xe Innova 2007 cọp đã bán rồi nha anh em. Xe chim mờ này. Anh em có thể thấy chiếc xe này được chủ xe giữ gìn rất là kỹ ha. Tại vì chủ xe thì vẫn còn hộ khẩu ở Cà Mau, tuy nhiên thì ảnh sinh sống và làm việc ở Bình Dương rất là lâu, cho nên là xe này là hoạt động ở Bình Dương nha anh em, chứ không có phải là ở Cà Mau đâu nha. Dạ. Suzuki Ertiga. Đây. Rất là đẹp. 46.000 cây. Chắc mới nha. Anh em đang Bến Cát Bình Dương đi mua xe. Anh thôi sao thôi, mấy tao thoát hết hàng rồi, tao mừng chết bà luôn. Anh giờ anh chỉ còn một cái xe nằm ngoài Hà Nội thôi. Đúng rồi, anh một người với Cam nữa. Ừ, mà còn như là anh xong hết rồi đó, Everest, Camry, Corner hai cầu là anh bán được hết rồi. Anh bán sạch rồi, xe tiền tỷ anh bán hết rồi. Chú ơi, cô ở nhà giữ cháu hay là ấy, hay là cháu hả? Ở đây với ở quê này sống ở đây thoải mái thôi. Em đi chào xã. Trần Văn Thời hả? Ở trong xã sao? Ở vùng đó của mình ở dưới đó là ngập nước hay sao cô chú? Cô vậy là cô chú lên theo dẫn lên đây rồi mấy anh em. Ôi giời. À, vậy lúc trước cô lên đây cô cũng đi làm trên này mà. À, chú cũng đi làm chứ. Ủa chú còn đi làm luôn hả? À, làm ca hay sao mà giờ này ở nhà? Xin nghỉ. Xe đẹp quá. Trước là vẫn hỏi anh xe gì tại Innova 220 đúng không? Thấy nặng đô quá anh không bán gớt là cuối cùng với con này hả? Đây nè. Không, em có nhắn Zalo cho anh một lần rồi. Anh lục lại Zalo có. Em mình chỉ lên coi thẩm định xe thôi. Bây giờ bạn Khải, nhân viên của mình, về chủ xe
cùng nhau đi xuống ngân hàng để giải quyết phần giấy tờ hậu kỳ nha. Công việc chính của mình thì tới coi thẩm định thôi, còn mình đi giải quyết hậu kỳ giấy tờ nữa thì không chịu nổi anh em, nên là bây giờ mình đi về nha, đi về. Ok anh em, xe đã về tới salon của mình rồi nha anh em. Mà hiện tại thì trời đang mưa rất là to, cho nên là mình không thể nào mình quay chi tiết cụ thể cho anh em về chiếc xe này cả. Và hiện tại thì xe mới lấy về thì bên mình cũng chưa thống nhất cái giá bán ra luôn. Thì anh em nào quan tâm tới chiếc Suzuki Ertiga này thì cứ gọi vào số là 0931226699 và giá sẽ rất là hợp lý, chỉ có 400 mấy chục triệu thôi nha. Cần gì thì anh em cứ gọi vào số hotline có trên màn hình nha anh em, và anh em cứ đến coi xe trực tiếp và đặt cọc nha. Xe này bên mình chưa có xong thủ tục với lại bên chủ xe, thì phải tới thứ ba tuần sau bên chủ xe cung cấp giấy xác nhận độc thân thì bên mình mới tiến hành giao xe được cho anh em nha. Trước mắt thì bên mình mới giải quyết cái vấn đề ngân hàng, còn chưa có giao được cho anh em nha. Thứ ba khách bổ sung giấy độc thân để bên mình phát hành cái hợp đồng công chứng rồi sẽ giao cho anh em nha. Bên mình là pháp lý phải rõ ràng, clear hết thì bên mình mới bán cho khách. Còn khách tới xe coi ưng quá thì cứ đặt cọc, bên mình sẽ giữ xe lại cho anh em nha. Trời mưa quá anh em thông cảm nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Và mình chia sẻ với anh em một chút xíu luôn nè. Cái này á, là 2019, đăng ký 2020, cho nên là cái mâm của xe này đã là bản 2020 rồi. Model 2020, mâm khuay nha anh em. Và nội thất của xe này đã có màn hình lớn rồi nha, số tự động Ertiga, số tự động nha anh em. Màn hình này là màn hình 10 inch rồi, màn hình rất là lớn, có Apple CarPlay và Android Auto luôn nha. Đấy, đây là bản model 2020, sản xuất 2019, xe này số tự động, nhập khẩu Indo nha anh em. Đó, rất là rẻ luôn anh em ha. Ở cái cửa tiền có 400 mấy triệu à, mà anh em có một chiếc xe 7 chỗ, chiếc này 7 chỗ nha anh em, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó đi chỉ có 5 lít 9 à. Ngoài đô thị thì nó rơi tầm 4 lít mấy à. Đây, bạn quay phim với bạn coi, quay à, có 4 lít 7 à. Ngoài đường kết hợp nó có 6 lít à. Cực kỳ tiết kiệm luôn nha anh em. Cái này là tiền ít thịt nhiều đây anh em ơi, 7 chỗ nha, 7 chỗ Suzuki Ertiga nha anh em, xe nhập nha. Đó, thương hiệu cũng của Nhật luôn. Ok, xin chào anh em nha.